Ta lần mò leo mấy không qua được vách sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn câu cào. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày có gì vui. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài có gì vui. Xuống tận cùng dưới đây thấy mênh mông rộng cõi trời, hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu. Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ, hãy cảm tạ biết ơn có được đời đã vàng. Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đã. Anh cứ ngồi bởi vì anh đứng, tôi đứng thì đã cao bằng anh ngồi rồi. À, nhưng mà anh đứng thử để tôi xem, anh đứng thẳng người nhé. À. Còn bây giờ mời anh ngồi xuống để lâu nó lộ quá. Quý vị biết là chính vì lý do đó mà tôi phải năn nỉ Trung tâm Thúy Nga để cái ghế ở đây. Chứ nếu mà tôi đứng ấy, thì tôi với ông nói chuyện với nhau đều mỏi cổ cả hai người. À,
thưa anh Vũ Thành An, lần đầu tiên Trung tâm Thích Nga được đón tiếp anh trên sân khấu của Paris By Night. Thì xin chào mừng anh. Và để mà khán giả có dịp gặp tác giả của những bài không tên rất là nổi tiếng, thì thưa anh, những cái bài không tên làm xúc động khán giả từ trước cả 3 thập niên đến bây giờ vẫn xúc động. Tôi chỉ xin tò mò hỏi anh là nghe nhạc của anh, nghe lời ca của anh thì văn chương anh không thiếu. Tại sao anh không đặt tựa đề cho những bài đó mà anh lại gọi là những bài không tên? Thưa anh Ngạn, trước khi trả lời câu hỏi của anh thì cho phép tôi được kính chào tới tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi. Thưa anh Ngạn, thưa quý vị, thì những bài hát mà tôi viết ra đó, thì nó là những cái kỷ niệm thực. Nó có nó liên quan tới những người có thực. Nhưng mà tôi muốn giấu tên những người bạn đó. Vì thế cho nên là tôi đặt là những bài không tên. Và một mặt khác nữa thì tôi cũng muốn làm cho có một cái điều gì nó khác lạ đó, để gây cái sự chú ý. Vâng, thì đúng như thế. Tức là anh, vì anh làm cái sự khác lạ là anh đặt không tên mà được khán giả chú ý. Nhưng mà thật ra đó thì khán giả chú ý vì cả cái giai điệu hay và cái lời hay, chứ không phải là vì cái không tên. Nhưng mà thưa anh, ngoài cái loạt bài không tên, chúng tôi được biết anh có một số những tác phẩm rất là nổi tiếng mà chúng tôi rất là yêu mến. Chẳng hạn như bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, có phải không ạ? Và cái bài đó thì hình như anh viết cũng là khoảng thời gian 74, là cho nên nó không được phổ biến trước đây lắm về cái thời gian chúng ta cận kề cho đến khi ra hải ngoại. Thì nhân đây chúng tôi xin mời anh hát lại một đoạn trong nhạc phẩm đó được không anh? Vâng, thưa anh, thưa quý vị, thì năm 1996 tôi đã có chuyển cái cuộc đời của tôi sang một hướng khác, cho nên là tôi đã hứa là không có hát bài Tình Ca Đôi Lứa nữa và viết bài đó nữa. Thì tiện đây có Khánh Ly ở đây thì tôi xin nhờ Khánh Ly hát cái bài đó kính hiến quý thính giả. Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em về đâu, sao không thấy qua đây một lần. Dòng đời này đưa anh về đây, những bên bờ xưa cũ đã mờ. Thưa anh Vũ Thành An, là cái thời mà trẻ của anh thì tôi biết anh là một nhạc sĩ sáng tác, nhưng mà anh cũng đi hát. Tôi rất tiếc là anh có một cái lời hứa là từ năm 96 anh không hát tình ca nữa, cho nên ngay cả những bài của anh chúng tôi cũng không được nghe lại. Tuy nhiên là tôi lại rất say mê một cái bài mà tôi nghe lần đầu tiên tôi đã xúc động ngay vào giữa thập niên 60, đó là bài Không Tên Số 2 mà chắc chắn quý vị cũng biết. Và cũng rất là may mắn, tuy anh có lời hứa anh không ca nữa, nhưng mà bài đó lại là bài mà Khánh Ly thâu âm lần đầu tiên tại Việt Nam. Thì nhân đây tôi xin phép anh để tôi nhờ Khánh Ly hát một khúc trong bài Không Tên Số 2. Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tìm chớ vơ. Chiều tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều,
đời tôi sẽ còn mai sau. Gì nữa tiếc mà chi, đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang. Chào thôi dòng đời đó cuốn người. Xin cảm ơn quý vị và các chị. Xin quả thực là tiếng hát của Khánh Ly, bài Không Tên Số 2 của tác giả Vũ Thành An hiện diện nơi đây đã đưa quý vị, và chắc chắn là trong đó có tôi, trở về với cái kỷ niệm. Tôi nhớ mãi là lần đầu tiên nghe bài này, lúc đó tôi chưa biết yêu, mà vì nghe xong tôi đã có cảm tưởng như mình đang thất tình. Một lần nữa xin được thay mặt trung tâm Thúy Nga cũng như là đại gia đình nghệ sĩ của Paris By Night xin chào đón anh, xin cảm ơn anh đã đến với chương trình chúng tôi, và xin cảm ơn Khánh Ly đã cho nghe lại những khúc tình ca bất tử của nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin cảm ơn anh Lê Ngọc Hà. Xin kính chào tất cả quý vị.